Rồi ok. Đây là clip về cá cờ săn mồi. Nên nào. Em cho nước cho ăn đi. Mấy con sâu buộc vào cái sợi tóc bây giờ là câu cá cờ. Úi ôi nó nhảy. Nào em để nó nhảy. Ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa, ghê chưa. Không không nhảy. Ý, nó nhảy lên. Không không quay chậm được nhỉ, quay chậm được thì nó slow motion. Slow motion nhưng mà đang quay bình thường này. Đẹp chưa? TikTok ra được này. Ừ. Nuôi rất là dễ nhá. Cá cờ này nuôi cực kỳ dễ luôn. Cứ để cái cây súng này, các bạn cứ để cái cây súng nhất này vào. Mà cái môi trường sống tự nhiên á, nó còn đẻ con đấy. Nó đẻ đầy con đi. Con đây đây, các con đây. Rồi, đấy các bạn nhìn các con đi. Đấy, các con đấy. Nhiều cực luôn. Săn mồi cực hang. Săn mồi lên cực hang. Đúng cá xoại cổ nha. Yêu. Bạo người lắm rồi nhỉ. Yêu. Mỗi xíu. Mực nước thấp te này. Muốn nằm trong nước thì lấy cái cái than tổ ong ấy đập dập ra cho xuống là được. Cho ăn nước đi. Ê, em cho nó ăn vào bên kia đi. Toàn nuôi cá cờ đây. Ngày trước nuôi nhiều loại cá nhưng mà nó chết sạch. Cá cờ này sống bất tử ấy. Hình như bố cho ăn rồi đúng không? Chưa. Cho ăn rồi thì nó rất là no. Ăn rồi, bố cho ăn cả buổi chiều. Ngày cho ăn 1-2 lần này. Yeah. Đẹp chưa? Cực kỳ bạo. Cực kỳ bạo dạn. Không hề sợ người. Thôi đi tắm. Đi tắm nào. Itai itai. Itai itai. Ita là cái là ita là cái tấm ván. Tấm gỗ này ita. Itai là đâu? Ita itai. Đấy. Đây là cá cờ đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Nuôi rất là dễ, anh thì nuôi được. Ok.